Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Với tư cách là một đội trưởng thì mình phải lăn xảo ra, mình làm bất kể một cái gì trong team của mình mà không bằng các team khác ấy, đều là mình cảm thấy không bằng lòng và mình phải đấu tranh bằng được. Thì bây giờ anh em có lo lắng gì về cái đen best tour? Có chứ em, tại Kiều sẽ phải gánh cái trọng trách nặng nhất là battle vòng đầu tiên. Còn anh với lại Trung anh sẽ ra sau. Nhà không, Trung hay lắm rồi, Trung có sẵn động tác rồi. Cái nè, ra 10 giây đầu tiên, Trung sẽ trượt nè, đã. Dùng sẽ trượt nè, đá xong chưa thấy gì nè, đá. Xong một hồi đứa bí nữa lấy qua động tác level 2. Gom động tác từ hồi xô tới giờ cái chút gì đó mình gom lại đi. Anh thì lấy, chắc anh lấy hút với lại lớp xe ra để em xả. Đây chàng. Xe bàn tay nắm. Chúng ta sẽ đến với một nhóm thứ hai. Đây là một nhóm với 300% pin. Tôi nghe nói là khẩu khí rất khá là ra thì sẽ tiêu diệt mọi ánh nhìn. Tiêu diệt mọi ánh nhìn. Yeah. Vâng, nhóm của đội trưởng Quân AP. Xin giới thiệu đội trưởng Quân AP. Anh trai Michelle Ali Hoàng Dương. Anh trai Quang Trung. Và anh trai Pháp Kiều. Pháp Kiều. Hồi nãy ở trong hậu trường thì nghe Quân AP nói hôm nay là nhóm cực kỳ quyết tâm. Sau khi xem xong phần trình diễn đầu tiên, em còn ý định đó không? Vừa nãy em ở trong kia em nghe thì phải công tâm là nói là tiết mục đầu tiên rất là hay và rất là vui, phù hợp để mở đầu cho cái live stage ngày hôm nay. Nhưng mà em nghĩ là kể cả trong âm nhạc lẫn trong tình yêu thì cảm xúc vui nó không thể đủ được. Và nó cần phải nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và team em sẽ mang đến một màu cảm xúc mới cho tất cả mọi người đây ạ. Đúng yeah. Rồi. Còn Quang Trung hôm nay xem cao lạ thường vậy Trung? What? Tại vì tối qua em có uống sữa cho nên bữa nay nó hơi phát triển thêm. Tôi nói thiệt là tôi không có cho Quang Trung mượn giày. Dạ. Dạ cái này là tự nhiên quá. Anh em thì cũng phải đôn như nhau chút xíu. Nghe nói hôm nay Quang Trung chúng ta có vũ đạo kinh hồn lắm phải không? Dạ. Ở trong bài của nhóm thì tụi em cũng vũ đạo sương sương thôi. Nhưng mà đến phần battle thì mọi người chờ đi. Sung ha, sung ha. Ê, hay lắm á. Anh trai Michelle bữa nay cầu giả đạo. Cầu giả đạo, á à, cạo giả đầu rồi hay sao mà dạ. Tóc mà trắng bạc vậy cưng. Dạ tại vì ở những vòng trước mấy cái màu tóc nó chưa hợp phong thủy lắm. Thì đến vòng này thì em muốn thay đổi một cái diện mạo mới để có thể có một cái nhìn mới từ khán giả dành cho em. Và như mọi người cũng biết, team mới nãy nói là sẽ phủ đầu tụi em. Tụi em thi thứ hai cũng xin phép được nhai đầu mấy anh. Xin phép được nhai đầu mấy anh. Trời ơi. Bên kia phủ đầu thì mình nhai đầu luôn ha. Dạ. Đội trước đó là ngáo ngơ thì mọi người cũng rất là tự tin là mọi người sẽ hit. Đội tụi em tỉnh táo như vậy thì hit cỡ nào nữa đúng không ạ? Trời ơi. Rồi em cho một hơi ra coi. Nhóm em là hôm nay là phải khẩu khí, phải này kia như vậy mới được. Chứ em nghe là đội đầu tiên mà hả cởi đồ này kia tầm lum hết trơn. Với lại bữa nay em trong cái vai phù thủy gì đó để em thu phục những người nào mà kiểu chiêu trò này kia. Nhìn từ đằng xa tôi có thấy thầy của Kiều đang ngồi bên dưới. Vợ chồng Big Daddy và Emily. Hello thầy, hello cô. Hôm nay em đến đây ủng hộ cho ai? Chào anh Thành ạ, hôm nay em đến đây để ủng hộ cho âm nhạc ạ. Tại vì là em thấy ti bạn em nói nhạc vòng này là hay lắm. Và em cũng ủng hộ cho tất cả các anh trai. Nhưng mà đặc biệt ủng hộ hai đứa em trong Big Team, Pháp Kiều và Khang. Chắc anh nghĩ vợ em công tâm hơn. Bé ơi, em ủng hộ cho ai em? Nếu em nói thật em ủng hộ cho ai thì em sợ về chồng mắng. Có lý, có lý. Cứ nói thẳng đi anh, bảo kê cho em cho. Ai vậy?
Thì bên cạnh Kiều và Khang qua chương trình thì em cũng rất là hâm mộ Hiếu thứ hai. Không sao, thì đấy chỉ là Hiếu thứ hai thôi mà Big mới là thứ nhất, đúng không? Đấy là được rồi. Cảm ơn hai em nha, vỗ tay. Tối nay về anh Big giận đi. Rồi, giận rồi. Rồi, có dấu hiệu. Dạ anh Thành ơi, tụi em thi thứ hai nhưng mà mời anh chị toàn là ủng hộ đội thứ nhất. Đâu, anh có nói câu gì là ủng hộ đội thứ nhất đâu. Nhưng mà anh thấy thứ nhất đấy là nhạc bài đấy hay phết đấy, nên là mời em. Anh nói câu đó khi mà anh chưa nghe nhạc của tụi em thôi. Yeah. Hay quá. Bà nữ của Việt Nam mà. Thế thì anh mới nói là phải tăng đét vào. Đó, thấy không quý vị, danh sư là phải xuất cao đồ như vậy nè. Và các bạn thân yêu, ngày hôm nay không chỉ có bốn anh trai mà chúng ta còn một ca sĩ nữ khách mời nữa, đó là Lâm Bảo Ngọc. So beautiful. Trời ơi sao hôm nay mọi người lấp lánh quá vậy? Là một người có một vocal đang được rất là nhiều người mong đợi thì khi đến với anh trai Say Hi, cảm xúc của em thế nào? Trời ơi, ngay từ những cái ngày đầu tiên á là em đi họp báo là em đã thấy các anh lấp lánh quá trời rồi. Là em là muốn đứng chung với mọi người lắm rồi. Và ngày hôm nay khi mà được đứng chung sân khấu với đội trưởng của Quân IP, với bốn anh đẹp ở đây thì cái ước nguyện của em nó đã thỏa. Nhận được đề bài của anh Quân cũng như lời của chương trình á, em cũng rất là lo. Nhưng mà mọi người đã tốn nhiều công sức cho ca khúc này rồi. Mọi người ơi, bài này sẽ nhai rộp. Mọi người chờ nha. Khi mà Lâm Bảo Ngọc nhận lời tham gia của anh trai C2, anh cũng có một cái hơi lo lắng. Đấy là em sẽ nhai đầu bọn anh. Mình cùng team mà, mình nhai đội khác thôi anh. Phát biểu nhưng mà vẫn không quên tinh thần các bạn nhé. Và thưa các bạn thân mến, ngay bây giờ mời các bạn đến với bài hát Regret. Ok anh em, vòng này mình lấy được Regret, hối hận. Cái bài toán của tụi mình phải giải là tụi mình phải làm sao để hát với lại khách mời nữ mà nó hợp lý. Đấy cũng là cái mà làm em đau đầu nhất. Vì em nghĩ làm ra cuối sẽ là đẹp nhất. Đừng cao trào đó. Ra cuối thì nó có ích cho bả quá không? Có hơi bất đồng quan điểm một chút. Lúc ấy Quân nghĩ là đây là bài thi của bốn anh em. Quân muốn làm sao mà để bốn đứa tỏa sáng trước đã. Rồi sau đấy khách mời nữ ra ở một cái đoạn cao trào nhất, hay nhất. Giải theo cách của tôi là tôi thấy hợp lý nhất. Đó chính là cho khách mời nữ ra đầu tiên, hát cái intro. Xong rồi mất luôn, bốn anh em mình kể câu chuyện ở đoạn giữa. Xong sau đó là ra để nói về cái câu chuyện cao trào. Các anh em mới thống nhất cho ca sĩ khách mời xuất hiện ở hai đoạn cực kỳ đẹp của bài, đó chính là intro và bridge. Cái lời chỗ cái bridge đâu để cho anh làm khách mời nữ, xong mọi người vô là nhìn em thử. Bài thì thực ra trong team Quân thì không có một người viết nhạc nào cả. Và lần này nhóm tụi em phải có tính nhạc hơn và đừng nghĩ là ca sĩ không biết produce. Tụi em sẽ làm để cho mọi người có thể nhìn thấy được điều đó. Các thành viên trong nhóm ai cũng đều có góc nhìn về âm nhạc và biết truyền tải cảm xúc của mình qua từng câu hát. Nâng cao trào, hụt hẫng ra sao, intro thế nào, outro thế nào. Các anh em thống nhất được là giữ nguyên cái chất rock của bài, làm dịu lại. Càng lúc về sau mình sẽ càng đẩy cao trào bài lên. Phần nhạc sau khi sửa đổi lại cũng rất là hợp với Trung và cả các thành viên còn lại. Cũng là những giận hơn và mình cãi vã. Anh cố kìm nén và giờ không được nữa. Các anh em trong nhóm được thể hiện cái giọng hát của mình rất là nhiều. Là một trong những bài mà mình cảm thấy là mình được làm mình và tung gần như là những cái skill cho khán giả thấy. Hello mọi người, em đến rồi nè. Hello. Pháp Kiều đã switch cho mình một cái đoạn rap mới và cũng như là cái đoạn của khách mời nữ đó là em đã trông mong từ anh như đã nhận lại con số không. Em đã trông mong từ anh như đã nhận lại con số không. Pháp Kiều ơi, lần đầu tiên chị hát một cái verse mà nó nhanh như thế. Và Pháp Kiều có nói là chị ơi cố lên, cái lần này là ai cũng làm mới mình hết thì Ngọc cũng cố gắng để fit với mọi người. Nhưng mà đổi nốt đi
là một cao hơn đúng không? Cao hơn, ok. Ban đầu là mình hơi hiền thì mọi người có nói là không, nhiệm vụ của Ngọc sẽ là treo nốt trên và các anh em sẽ cùng hòa âm ở phía dưới để đẩy lên cao trào. Chẳng thể vào tim em một lần nữa. Kiểu oh my god, sao mà nó hay dữ vậy? Quá là tuyệt vời. Coi như là hai nốt, gọi là hai nốt là không ai địch lại. Đúng rồi, rồi em bị lắm á, bỏ cuộc đi. Lâm Bảo Ngọc ở một cái quãng mà Quảng Nam không làm được, nó nâng cảm xúc, nó nâng cái cảm giác mà đã cái lỗ tai lên một cái tầm cao hơn nữa. Ok anh em, bây giờ mình thử nhảy với cả hát chay luôn nhé, không có nhạc xem mà anh em mình bắt được vào câu chữ nhớ luôn. À hiểu rồi. Ok. Dạ. Là nhìn em đứng đó, đôi lấy thương nhớ và tăng vơ vào trong trái. Thôi mình na na thôi nha. Bây giờ không nhớ lời thì na na nha. Thật ra là rất là khó để vừa hát vừa nhảy đó mọi người. Cái não của mình nó không có chia ra được trong những cái buổi tập đầu tiên. Lần nhìn em đứng đó, đôi lấy thương nhớ và ta. Sai rồi. Phút cuối. Đôi lại nhìn này kìa. Quân AB là hiền nhất nhưng mà xăm lại là sai lầm. What? Sai lầm. Quân AB không hiền như mọi người nghĩ đâu. Anh em lại không? Cái này là từng hai này. Okay. Em đi để lại này. Okay. Nó trên đi lăn dài này. Okay. Chọn rộng gió hay là bình yên có này. Có này. Yeah. Quá. Đúng là nhóm trưởng Quân, nhóm trưởng cái bật cái mút là nó đâu vô đó liền luôn á. Khi mà mọi người vào team Quân thì mọi người cũng sẽ hơi hoang mang một xíu bởi vì vừa chọn vào một cái team mà không ai chọn cả. Đấy là cái điều ấy nên là với tư cách là một đội trưởng thì mình phải lăn xảo ra, mình làm bất kể một cái gì team của mình mà không bằng các team khác ấy, đều là mình cảm thấy không bằng lòng và mình phải đấu tranh bằng được. Thì bây giờ anh em có lo lắng gì về cái Dance Battle không? Có chứ em, tại Kiều sẽ phải gánh cái trọng trách nặng nhất là battle vòng đầu tiên. Còn anh với lại Trung anh sẽ ra biết sau. Nhạc là... Không, Trung hay lắm rồi, Trung có sẵn động tác rồi. Cái nè, ra 10 giây đầu tiên Trung sẽ trượt nè đã. Xong sẽ trượt nè, đã xong chưa thấy gì nè, đã. Xong một hồi nữa bí nữa lấy qua động tác lên số 2. Gom động tác từ hồi xô tới giờ cái chút gì đó mình gom lại đi. Anh thì lấy, chắc anh lấy hút với lại lớp xe ra để em xài. Đây chàng xe bàn tay nắm nắm mà điểm 10 á. Rất là vui luôn. Khi mà là áp lực cái gì là ha, có Quang Trung ngồi nói chuyện. Nguyên team mà đi với nhau là cười không hả? Các anh trai mà không muốn về đội Quân AB thì đó là một sự thiệt thòi rồi mọi người. Tại vì khi mà Ali làm việc với nhóm của Quân AB thì phải gọi là tinh thần đồng đội rất là cao. Tên của anh dần nằm trong blacklist những nơi đầu này ghim vào. Anh Vương Khang, đạo diễn của chương trình, đưa ra một cái gợi ý, một concept rất đơn giản, chỉ chơi đèn, rất nhiều miếng ván cùng với lại dancer để thể hiện cái sự cảm xúc. Bài hát này không phải nhảy nhiều, nhưng mà cái khó nhất chính là chạy tuyến. Có lúc Ali hát thì Ali sẽ lộ ra, xong Ali sẽ phải núp vào trong. Nếu mà chỉ cần đứng lệch ra một cái là sẽ hỏng hết nguyên cái concept của bài. Hy vọng là khán giả sẽ thích cái bài hát Regret này và khán giả sẽ không regret khi nghe Regret. Bây giờ mình chỉ cần biết là mình tự tin, mình lên sân khấu, mình chặt đẹp thôi. Còn ai làm cái gì thì I don't care. Kiều cùng với Lâm Bảo Ngọc.
Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiết mục Regret. Wow, đúng là vocal list có khác. Đây là xin cái top 1 này. Thank you dancers, cảm ơn các em. Tôi nói cái đoạn mà Aladdin ngồi trên 4 cái thảm bay tôi lo quá. Tôi lo cho mấy anh dancer dư quá. Một tiết mục mạnh mẽ, xuất sắc, một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Phải đánh giá rất là cao về ý tưởng dàn dựng của bài này. Lúc đầu thì như là những phím đàn của piano, sau đó chúng ta chuyển những cái miếng bạc trắng nó ra thành là những cái thảm. Nó cũng là những cái chỗ mà che chắn góc khuất tâm hồn của con người. Sau đó người này hiện ra, người kia hiện ra. Wow. Và live vocal đỉnh, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho team của ONAP thưa quý vị. Thank you, cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Hồi nãy tôi thấy ONAP rất là ngầu. Dạ, em cũng xin chia sẻ đây là lần đầu tiên mà em tự viết một verse. Nhưng mà cũng không phải là một mình em ngồi viết mà có em Hiếu Huy Già là một rapper đã ngồi viết cùng em cái verse này. Cảm ơn Hiếu Huy Già rất nhiều ạ. Và anh trai Quang Trung hôm nay anh ổn không ạ? À? Với cái đôi giày đó mà. Ôi, tôi cứ lo cho anh thôi, nhưng mà anh thiệt là xưa hôm nay làm tôi bất ngờ quá. Dạ, cái đôi giày này hỗ trợ em thêm thôi chứ không làm gì được em cả. Càng đi vào trong thì quyết tâm của các anh em trong nhóm ấy làm cho em ngày càng phải mạnh hơn. Yeah. Và unlock được nhiều cái khả năng của mình hơn. Còn về phần âm nhạc thì anh trai Michel thấy sao, mình có can thiệp gì để bài hát trở nên như thế không? Dạ, thật ra trong khoảng thời gian mà làm việc thì các anh em đã cùng bàn tính với nhau để có thể mang lại một cái tiết mục rất là chuẩn chỉnh về mặt cảm xúc. Đặc biệt là ONAP lần đầu tiên rap và rất là cảm ơn Pháp Kiều là người đã viết ra những đoạn rap rất hay, cũng như là những phân đoạn nốt cao để đẩy cao trào thì Lâm Bảo Ngọc và em phải đảm nhiệm ạ. Khi mà nhận cái đề bài này á, là em cũng rất là run, bởi vì 28 năm vừa rồi chưa bao giờ em hát một cái melody nào mà nó nhanh như cái melody này cả. Pháp Kiều viết cho em cái câu là em đã trông mong từ anh như là nhận lại con số không. 28 năm qua em mới hát nhanh như thế đó mọi người. Nhưng mà một tràng pháo tay cho Lâm Bảo Ngọc ạ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nhưng mà em thấy sự cố gắng của mọi người rất là nhiều. Em rất thương đội trưởng, em rất thương các anh em ở trong đội. Mọi người tập quá nhiều, mọi người ơi, ai cũng sút 2-3 cân hết, ai cũng gầy đi hết. Anh là chục cân nữa. Nhưng mà lên hình đẹp mọi người ạ. Và bài hát hay đúng không khán giả ơi? Thức qua hết đêm này đêm khác. Xin gửi lời cảm ơn đến anh Ti và team của anh Ti rất nhiều ạ. Và cảm ơn nhạc sĩ nữa. Yes, thank you đức anh. Tôi nghĩ là bạn đang rất là tự hào với bài hát của mình khi mà đã được các bạn biểu diễn một cách rất là thành công như vậy. Lần này em thấy Kiều trưởng thành hơn nhiều. Hay là do dạo này em có tình yêu cho nên tự nhiên em trầm xuống. Không có. Em sắc xuống có không? Dạ không có. Có không? Dạ không. Tôi treo đó nghe. Rồi. Mọi người ơi, mọi người hãy giúp Quân chứng minh ở trong Anh Trai Say Hi, nhưng em vocal chắc chắn sẽ có chỗ đứng. Quang Trung 01, Ali Hoàng Dương 02, ONAP 03 và Pháp Kiều 04. Và 05 Lâm Bảo Ngọc. Bình chọn 05 nha mọi người ơi. Bình chọn cho 4 anh chị em, 5 anh chị em luôn. 1, 2, 3, 4, 5, bấm hết vô. Phát cái gì đấy? Ủa phát cái gì anh luôn? Có bánh nữa hả? Bốn anh em luôn nha, mình chọn cho bốn người luôn nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Thank you cả nhà. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Anh Trai Say Hi 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel. Xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí VOn.